Con tên là Nguyễn Ngọc Ngân Nhi, năm nay con 10 tuổi và con sinh sống tại thành phố Hải Phòng. Nhân dịp lễ Noel năm nay, con xin kính chúc mọi người có một Noel thật ấm áp bên người thân trong gia đình. Con chúc mọi người có một năm mới sẽ gặt hái được nhiều thành tích mới này ạ.